Chàng trai Mỹ lần đầu đến Việt Nam thừa nhận Việt Nam là nơi hòa hợp nhất trái đất. Quý vị và các bạn thân mến, anh chàng Brad trong video là chủ của một kênh YouTube khám phá thế giới nổi tiếng với tận hơn 3 triệu người theo dõi. Trong lần đến Việt Nam này, anh ấy tâm sự rằng: "Mỗi lần tôi đến châu Á, bạn biết đấy, tôi thường đánh giá họ một cách bí mật dựa trên đồ ăn của họ, vì tôi muốn tìm cách chỉ ra rằng đồ ăn của những nơi đó chắc chắn không ngon bằng ở Hàn Quốc, nhưng chết tiệt, đây là Việt Nam, và chuyến đi này đã làm tôi thay đổi nhận thức về điều đó." Châu Á là một nơi rất phức tạp, nhưng bạn có hai phạm vi ảnh hưởng chính là: một là Indosphere, tức là những vùng đất, quốc gia bị ảnh hưởng bởi văn hóa Ấn Độ, và hai là Sinosphere, đó là những nơi thuộc ảnh hưởng vòng tròn văn hóa Trung Quốc. Việt Nam lại đặc biệt hơn một chút, nó là nơi giao thoa va chạm giữa hai tầng Indosphere và Sinosphere. Nhưng tất cả văn hóa đều được người dân nơi đây hấp thu và đồng hóa. Như bạn biết đấy, vấn đề xung đột tôn giáo, sắc tộc không hề đơn giản. Nó vẫn âm ỉ cháy ở nhiều vùng đất, nhiều quốc gia trên thế giới cho đến tận ngày nay. Nhưng nó không hề xảy ra ở Việt Nam, mặc dù có nhiều tầng văn hóa, nhiều chủng tộc nhỏ di cư đến với người bản địa trong lịch sử, và xung đột mâu thuẫn vẫn không xảy ra. Mọi thứ rất hòa hợp, phong cách sống và tín ngưỡng tôn giáo ở đây. Nếu theo quan sát từ nhiều quốc gia thì đây chính là quốc gia có khả năng đồng hóa vạn vật và hòa hợp nhất trên thế giới mà tôi từng biết đến. Chắc chắn Việt Nam là nơi mà niềm tin dân gian rất mạnh mẽ, và bằng cách nào đó họ tìm cách lan truyền vào mọi hoạt động của cuộc sống hàng ngày. Đây là nơi mà mỗi món ăn đều có nước mắm và một chút vị cay, mặn, ngọt. Mọi món ăn đều có vị vừa phải. Tất nhiên đây chỉ là một đoạn đầu giới thiệu trong video dài tới 17 phút của anh ấy khi nói về Việt Nam. Video này rất thú vị, mọi người có thể xem thêm ở link trong mô tả nhé. Còn bây giờ xin mời mọi người cùng xem bình luận của khán giả nước ngoài là gì nhé. Là một người Ấn Độ đã thăm Việt Nam vào tháng 11 năm ngoái, trải nghiệm thật tuyệt vời. Tôi rất thích Vịnh Hạ Long và thành phố Hồ Chí Minh. Điều đặc biệt, đây là lần đầu tiên tôi đi du lịch quốc tế, sự hiếu khách tuyệt vời từ những người Việt Nam thân thiện. Tôi đến thăm Việt Nam trước 4 tháng, tôi đã ở thành phố Hồ Chí Minh, đồng bằng sông Cửu Long và Phú Quốc trong 15 ngày. Tôi đã đến 35 quốc gia và tôi có thể nói với bạn rằng Việt Nam nằm trong top 3 về con người. Đây là những người thân thiện và thoải mái nhất mà tôi từng gặp trong đời. Bánh lốt xào nổi tiếng ở Sài Gòn vì cộng đồng người Khmer cũng như chiếc khăn quàng cổ mà anh chàng đang quàng. Đó là một loại khama có nguồn gốc từ người Khmer ở Campuchia, nhưng nó đã được du nhập vào Việt Nam với tên gọi khăn rằn. Còn ở Thái Lan và Lào, nó được gọi với tên là khao ma. Tuy nhiên, món ăn Campuchia phổ biến nhất ở Việt Nam là hủ tiếu Nam Vang, tức là mì prom banh. Bánh lốt xào rất phổ biến khắp Đông Nam Á, đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là Sóc Trăng và Trà Vinh. Có một lượng lớn người Khmer vẫn thực hành văn hóa Khmer, không giống như người Khmer hòa nhập văn hóa hơn ở các thành phố lớn hơn. Tôi yêu Việt Nam từ Thái Lan. Ôi, tôi thật sự yêu quý Việt Nam, một quốc gia với văn hóa và lịch sử sâu sắc và phong phú, đang nhận được nhiều sự chú ý như vậy. Cảm ơn bạn về công việc chăm chỉ của bạn và anh chàng đang ngủ trên chiếc xe máy đó, thật sự là anh hùng của tôi. Tốt, Việt Nam có những ngôi chùa đẹp, thức ăn ngon. Điều nổi bật trong chuyến thăm Việt Nam của tôi vào mùa hè năm ngoái là buổi biểu diễn múa dưới nước. Rất vui khi thấy bạn và mẹ bạn cũng thích điều đó. Tôi đến Đà Nẵng vào tháng 7 năm ngoái. Thứ nhất, tôi có ngân sách tiết kiệm và có chuyến bay rẻ nhất ra khỏi quê hương Daegu. Tôi là giáo viên tiếng Anh ở Hàn Quốc. Thứ hai, tôi thích những thành phố tương đối nhỏ hơn các thành phố lớn. Đà Nẵng là một nơi rất lạnh. Đó có lẽ là chuyến đi tốt nhất tôi đã thực hiện trong nhiều năm. Tôi hy vọng tôi có thể nhìn thấy nhiều hơn về đất nước này. Trời ạ, tôi có một người bạn đến từ Việt Nam mà tôi gặp ở trường đại học. Cô ấy đã ngỏ lời mời tôi đến khi thăm. Khi nào tôi đủ tiền nhất định tôi sẽ tới đó. Thật là một đất nước mát mẻ. Lần đầu tiên tôi biết đến món ăn Việt Nam ở Mistorara là vào đầu những năm 1980. Khi một gia đình người Việt rất mới đến Mỹ chuyển đến đối diện với chúng tôi gặp họ khi họ chuyển đến. Gia đình có 3 thế hệ và bọn trẻ đều xấp xỉ tuổi tôi và nói tiếng Anh rất tốt. Họ mời tôi đi ăn tối không lâu sau đó và lần đầu tiên tôi được nếm thử món ăn Việt Nam. Tôi đang ở trên thiên đường tuyệt vời, hương vị không giống như những gì tôi đã quen. Rất nhanh chóng nhiều nhà hàng Việt Nam đã mở quanh khu vực của tôi và tất cả chúng tôi đều trở nên tốt hơn nhiều điều đó. Chuyện này đã hơn 40 năm rồi và món ăn Việt vẫn là một trong những món ăn yêu thích nhất của tôi. Tôi thật may mắn khi được sống ở khu vực có nhiều nhà hàng châu Á tuyệt vời. Nếu bạn đã từng đến khu vực Twin City, hãy ghé thăm phố ăn uống ở Mr. Milolis và Little Pekong ở Paos. Đồ ăn ở Đông Nam Á ngon hơn nhiều so với các nước phương Tây, Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Lào, Malaysia. Xin lỗi, Myanmar, Campuchia, Philippines, tôi chưa đến đó.
Thật sự đồ ăn đó ngon hơn nhiều so với mọi thứ ở phương Tây. Nó có hương vị, nó tươi ngon, nó là tất cả. Gần đây tôi đã đến Việt Nam và rất thích nó, nhưng phải thừa nhận là tôi không thích Sài Gòn cho lắm. Quá ồn ào đối với tôi. Hy vọng rằng sẽ có cơ hội được nhìn thấy những nơi khác trong tương lai. Có những địa điểm rất đẹp và những món ăn tuyệt vời trên khắp đất nước. Ngạc nhiên khi tìm thấy một ngôi chùa Nam Ấn ở Việt Nam. Tôi đã đến gần 80 quốc gia và Việt Nam nằm trong top 10 của tôi. Có rất nhiều tiêu chí, phong cảnh thiên nhiên tuyệt vời, món ăn tuyệt vời, lịch sử văn hóa hấp dẫn, giá cả phải chăng. Người dân địa phương thân thiện khi họ không cố lừa đảo bạn. Nhưng nếu bạn đã chuẩn bị thì bạn sẽ ổn thôi. Có vẻ hỗn loạn nhưng mọi thứ vẫn ổn. Cà phê ngon nhất tôi từng uống là ở Việt Nam. Tôi đã sống ở Trung Quốc được 11 năm và đến nay đã sống ở Việt Nam được hơn 1 năm, học ngôn ngữ và thật sự yêu thích nơi đây. Tôi yêu văn hóa, con người, lối sống thoải mái ở đây, nhưng tôi thật sự không thể làm bạn với đồ ăn. Tôi đã thử rất nhiều món ăn Việt Nam và thứ duy nhất tôi thích là phở bò. Mình thích đồ ăn Nhật Bản, Hàn, Trung Thái, nhưng chưa giờ thích đồ ăn Việt. Nó không hấp dẫn mình chút nào, cả về hình thức lẫn vị giác. Đối với tôi, hiện tại tôi đang ở Việt Nam, đất nước thứ 76 và đồ ăn của họ chắc chắn rất hợp lý. Món ăn Việt Nam là món ăn châu Á ngon thứ hai sau Nhật Bản. Cho đến nay tôi muốn nói rằng hãy dành ít thời gian ở Sài Gòn thay vì một thị trấn ven biển tuyệt vời như Đà Nẵng. Có thể bạn đã nghĩ rằng mình phải chú ý đến thanh điệu khi nói tiếng Việt, nhưng đây là giai đoạn khét tiếng mà tôi muốn kể cho bạn biết. Trong chiến tranh, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Robert McNamara có ý nói Việt Nam muôn năm trong một số bài phát biểu, nhưng vì dùng sai giọng điệu nên cuối cùng anh ấy đã nói đi ngủ đi Việt Nam. Tôi nghĩ nếu Việt Nam không bao giờ chinh phục được lãnh thổ Champa và Campuchia Krom thì họ sẽ bị gộp vào nhóm Đông Á. Tốt hơn hết, bạn nên đến thăm các vùng biển Bắc Việt Nam để thưởng thức văn hóa Việt Nam đích thực. Chúng ta có văn hóa, ngôn ngữ, phong tục, ẩm thực gốc Việt. Miền Nam rất lộn xộn, nhiều tội phạm, đồ ăn Việt thường bị làm sai, tất cả đều pha trộn không phải tiếng Việt thật sự chút nào. Đây chắc chắn không phải là thứ để khoe khoang, nhưng tôi kinh hoàng với cách chế biến và nấu thịt chó ở Hàn Quốc. Chỉ có luộc hấp và thế là Việt Nam có thể lấp đầy cả một bàn với tất cả các món ăn được chế biến từ người bạn thân nhất của con người, thậm chí cả thịt luộc, hấp chấm mắm tôm ăn cùng húng quế. Gần nơi tôi lớn lên ở Birmingham, Anh Quốc, có một nhà thờ Công giáo cũ, linh mục nhà thờ ở đó. Một người Việt Nam đã trở thành linh mục ở quê nhà và sau đó được lãnh đạo Công giáo chuyển sang Hoa Kỳ khi ông linh mục trước đó qua đời. Tôi gặp anh ấy khi công ty tôi làm việc đang lắp đặt một số loa mới để thay thế những chiếc loa cũ từ những năm 1970. Anh ấy có một câu chuyện thú vị về việc anh ấy đã chuyển đến Mỹ như thế nào, và anh ấy là một trong những người tử tế nhất mà tôi từng gặp. Rất vui vì bạn rất thành thật về vấn đề rác thải như ở bãi biển, video tuyệt vời. Là một người yêu thích cà phê Philippines, tôi nghĩ việc đến thăm Việt Nam hiện nằm trong danh sách những việc phải làm của tôi. Ẩm thực của họ bị đánh giá rất thấp và theo quan điểm trung thực của tôi, đồ ăn Việt Nam có lẽ là một trong những món ăn ngon nhất, nếu không phải là ngon nhất ở Đông Nam Á. Trong số tất cả các món ăn ở Đông Nam Á, gần như hoàn toàn làm từ cơm và mì. Họ chắc chắn có những món ăn ngon nhất xoay quanh bánh mì. Việt Nam là địa điểm du lịch yêu thích của tôi. Khi tôi đi qua Đông Nam Á vài năm trước thì lợn ngon nhất ở bất kỳ nơi nào tôi từng đến, và Đà Lạt có món phở ngon nhất tôi từng ăn. Bạn nên ghé thăm đảo Phú Quốc, nơi đây có thị trấn Hoàng Hôn tuyệt vời và chương trình bắn pháo hoa quanh năm. Là người thế hệ thứ 3 của người Hoa gốc Việt lưu vong, tôi luôn mong muốn được đến thăm Việt Nam. Tôi biết việc xem phim này không giống như ở Việt Nam, nhưng tôi sẽ tận hưởng những gì có thể. Cảm ơn Brad. Ở Việt Nam, ai cũng là doanh nhân, ai cũng có thể lấy một chiếc bàn và vài chiếc ghế đầu nhựa. Bạn sẽ có cho mình một công việc kinh doanh. Chào mừng đến với Việt Nam, mảnh đất của cơ hội khởi nghiệp. Điều thú vị hơn nữa là người Việt Nam sử dụng chữ Hán khi chữ quốc ngữ du nhập vào thời thuộc địa. Tuy nhiên, những chữ Hán này được gọi là chữ Nôm hay chữ Hán Nôm, chỉ được sử dụng bởi những người quý tộc, trong khi tầng lớp thấp hơn không được tiếp cận với việc học chữ Hán. Tôi ghét xe máy ở đó, ngoài ra tôi yêu Việt Nam. Ấn tượng của tôi về người dân Việt Nam là họ chăm chỉ và vui vẻ, cộng thêm ẩm thực của họ rất tuyệt vời. Thật tốt khi bạn đã đi vào miền Nam thay vì đi đến thủ đô. Ở Việt Nam chúng tôi thường nói đùa rằng người Hà Nội rất lạnh lùng và xa cách so với mọi nơi khác. Đùa thôi, chúc mừng bạn có một chuyến đi vui vẻ. Một trong những video hay nhất của bạn thật là một thành phố tuyệt đẹp. Bây giờ tôi thật sự muốn xem Múa Rối Nước. Tôi rất muốn gặp nhau ở Việt Nam và nói về tập phim Việt Nam, nhưng tiếc quá không thể, nóng lòng chờ phim ra mắt quá. Tôi mới từ miền Trung về, tôi đã yêu Đà Nẵng với bãi biển, núi non, không khí trong lành, mọi thứ, tôi nhớ Đà Nẵng.
Các bạn thân mến, video của mình đến đây là hết rồi. Mọi người thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.